Ngành y tế cũng không nằm ngoài xu thế ứng dụng công nghệ với nhiều ngành nghề khác, nhằm đưa những công nghệ tiên tiến như là công nghệ 4D vào việc chẩn đoán điều trị bệnh cho nhân dân. Thì mới đây, tại Hà Nội, Bệnh viện E đã đưa vào sử dụng hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA tại nhiều trung tâm và khoa bệnh của bệnh viện. Đây là hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại với các tính năng như độ phân giải hình ảnh HDR cao gấp 4 lần so với máy thông thường, có rất nhiều chức năng phục vụ cho các trường hợp can thiệp tim mạch phức tạp. Ưu điểm vượt trội của hệ thống này là tối ưu liều chiếu tia, giúp hạn chế thấp nhất sự hấp thu tia cho bác sĩ và bệnh nhân mà vẫn bảo đảm chất lượng hình ảnh chụp mạch. Thêm vào đó, hệ thống này cũng được tích hợp đầy đủ các phần mềm hỗ trợ cho các thủ thuật can thiệp như phần mềm tối ưu cho thay van động mạch chủ qua da, phần mềm hỗ trợ can thiệp động mạch não 4D và can thiệp động mạch vành. Với nhiều tính năng, hệ thống công nghệ 4D này sẽ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của bệnh nhân và phục vụ công tác đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện E.